Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Học Cho Vlog rồi nè. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm món mà rất là nhiều bạn trẻ thích ăn luôn nha. Mình cũng mê món đó lắm. Và đó, tên của nó thì từ từ mình tiết lộ sau nha. Và nguyên liệu chính là bánh tráng. Giờ mình sẽ giới thiệu nguyên liệu cho các bạn coi nha. Cái món nó tên là bánh gạo làm từ bánh tráng á các bạn. Người ta gọi là tteokbokki á. Nhưng mà ở trong tiệm người ta bán là bằng bột gạo. Còn mình là bằng bánh tráng không. Đó, mình sẽ giới thiệu nguyên liệu nha. Cái phong cách của mình là rất là thích là làm đổi mới, mới lạ nên là mình sẽ... Cái những nguyên liệu của mình là do mình suy nghĩ nè. Đây, gồm 2 em trứng gà đã luộc rồi nha các bạn. Còn đây là bắp sú nè. Đây là chả cá nè. Còn đây là tép rang nè. Tép rang. Còn đây là bơ lát nha các bạn. Bơ lát nè. Còn đây là bánh trắng không sao thiếu đâu nha. Còn đây là sa tế tôm á các bạn. Còn đây làm hũ trà bông, làm hũ bơ thực vật. Đây là một thau nước. Còn cái này là cái thớt để đồng hành với mình làm ra những cái cọng tteokbokki. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nha. Mình sẽ nhúng bánh tráng. Đó các bạn nhúng vừa thôi nha. Đừng nhúng quá nó nhão nhẹt như cái bánh ướt luôn á. Sự tích bánh ướt là do nhúng nhiều quá nó ướt nhẹp á, người ta mới gọi là bánh ướt. Sau đó mình thích biến tấu, mình thích ăn trà bông gà nhà làm và ngon bổ rẻ. Bây giờ mình sẽ bỏ vô. Rất là thích ăn trà bông, cái gì cũng phải có trà bông hết. Thì bỏ đều đều ra nha, để nó đóng cục hơi dở lắm á. Đó, sau đó mình cuốn lại. Các bạn nhớ ghép hai bên lại nha, hồi nãy mình quên chứ. Không, hồi nữa nó lòi phèo tả tơi sao. Đó, y một cái cục bánh gạo vậy các bạn. Cắn một cái. Để nó dĩ, mình làm cái tiếp theo nha. Đó, các bạn đấy, không bỏ trà bông cũng được mà các bạn cũng có thể bỏ phô mai á. Phô mai con bà cười á các bạn. Nó bỏ cái đó cũng được, nó cũng rất là ngon. Mình thích ăn trà bông hơn, nên là bỏ trà bông hơn. Mình gắp hai bên mép lại. Để hồi nữa đem lên chảo là nó chảy ra hết. Nãy mình quên, mình liệu đi các bạn. Sorry các bạn. Lên dĩ em. Rồi. Các bạn làm cái này là phải rửa tay sạch sẽ trước khi làm. Còn nếu mà mình đeo bao tay vô, trời ơi nó lóng cấn lộn xộn sàn ngầu hết. Mình quấn không có được, bao tay nó cứ tụt ra tụt vô. Các bạn thấy chưa, mình cuộn được một dĩa luôn nè, một đống luôn nè. Như mấy con sâu vậy á, hồi nữa mình sẽ ăn hết mấy con sâu này luôn. Nó khỏi phá hồi màu gì đó. À mình nhớ là mù màng. Mình cũng nhớ đâu cái gì màu gì tùm lum hết à. Là cuốn cái này á, quên luôn. Cuốn lại, đó. Rồi gấp lại. Bỏ ra dĩ. Đây là cái cúng cùi rồi nha các bạn. Còn cúng cùi duy nhất sẽ làm em nó để đặn xíu cho cuốn cùi rồi. Đó, bây giờ mình sẽ cuốn nha. Gấp hai cái này lại. Đó. Hai bên này qua. Đó. Nắm cái đầu nó gập vô. Rồi cuốn lộn cho mấy chục giờ mới chóng mặt, mới nhập viện luôn. Xong. Bây giờ mình sẽ đi làm cái nước để ăn chung với cái này. Chứ không thể nào mà cắn không như vậy được. Nó rất là nhạt nhẽo với các bạn. Các bạn thấy cái gì chua quá chừng luôn, những con sâu đây. Nó trở thành đây là những cái bánh gạo mà làm từ bánh tráng. Các bạn có thể làm nhiều hơn nữa luôn, nhưng mà đối với mình cái này là nhiều lắm rồi. Chết cha xém đổ rồi. Đây, giờ mình sẽ đi làm nước nha. Giờ sẽ bắt tay vô chung đoạn nước sốt nha các bạn. Đây cái lớp màu ở trên này các bạn là dầu cũng màu điều á. Mình sẽ lấy cái dầu này luôn, không có đổ thêm dầu. Rồi mình sẽ cho một ít bơ vô cho nó thơm nha. Bạn thấy nó xèo bơ này vô với cái này nó thơm lắm. Đây là nửa hũ sa tế này, đây nè, cái bọn ở trên nửa hũ sa tế. Giờ mình sẽ bỏ cái tỏi phi này vô nha. Rồi em phi sẵn luôn. Giờ mình bỏ vô. Đó. Mình trộn đều. Bây giờ mình cho tương ớt vô nha các bạn. Đó, trời ơi. Cho tương ớt vô mình nè.
cái mùi nó thơm lạ kỳ lắm nha các bạn, thơm cực kỳ thơm luôn. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít mắm nha các bạn, đó, cho mắm vô nữa là nó thơm. Giờ chúng ta bỏ vào đây một muỗng đường. Tiếp theo là mình cho nước vô nha các bạn. Đó. Bạn ơi, giờ nước sôi rồi mình sẽ cho chả cá vô nha. Đó. Các bạn không có chả cá thì cho cái xúc xích nè, hoặc là bò viên nè, cá viên nè cũng được. Thích ăn chả cá mình sẽ cho chả cá vô. Nắm nước sôi rồi bây giờ mình sẽ cho tteokbokki vô. Đó, trời ơi là trời. Tháo có đêm muốn ăn rồi đó, muốn ăn rồi đó. Các bạn thấy chưa, nó y như là bánh gạo luôn. Nhìn vô không biết là bánh làm từ bánh tráng luôn. Mình sẽ để cho nó sôi xíu nữa. Bước tiếp theo là mình sẽ cho bơ lát nha các bạn. Wow. Đó, các bạn thấy chưa, tan nhanh luôn đó các bạn. Nóng quá mà. Bây giờ mình sẽ rút ra nha các bạn. Wow. Các bạn ơi, muốn ăn liền lập tức luôn á. Mình hạnh phúc các bạn, bây giờ mình có thể ăn rồi, nhưng mà trước khi ăn mình phải rắc một ít tiếp khô lên cho nó thơm. Rắc lên sau đó mình có thể ăn rồi nè các bạn. Mình bỏ bát số lên nha. Đó, giờ này gà gáy rồi nha các bạn. Sáng này nha. Gà gáy rồi, sáng nè. Vừa quá. Bây giờ mình các bạn ăn cùng với mình nha. Sẽ ăn kèm với bát số cho nó đỡ ớn. Đây mình sẽ ăn cùng với một ít bát số. Thơm lắm. Ơi như bánh gạo luôn. Ăn vô như mày, nó này sực sực giống như là bánh gạo mình ăn ở trên trường mình nó cũng có bán, nhưng mà cái này nè, nó dai hơn, nó sực sực hơn. Làm nham hồ nó ủi sao cái trà bông nó không thấy ra. Nha hồ, gần hết mới thấy trà bông. Nó hò quyện với bát số rất là ngon luôn. Giờ mình sẽ ăn thử miếng chả cá, thử hồi nãy là chả cá nó ra sao nha. Chả cá hỏi nó các bạn, nó ở dưới nó dính nước nè, không phải nó thấm nước, rồi nó thấm bơ, rồi nó có tép nè, rồi nó thơm mặn cay cay, nó hòa quyện lại như là một cái đặc sắc luôn. Chỉ có nhà Hồng Châu Vlog mới có cái bí quyết ngàn năm gia truyền, cái món gì cũng phải có bí quyết mới làm được, là rất là ngon luôn. Giờ mình sẽ ăn cái chỗ này có bơ nhiều, bởi vì mình rất là thích ăn bơ nên là mình mới uống như vậy. Mấy đứa bạn mình hay gọi là mình cháu ú, mình không có thích gọi như vậy. Bạn bè là phải gọi ơi mày tao hay là gì đó, đừng gọi cháu ú, bực mình lắm nha, cà khịa hoài. Rồi ăn rồi nó béo liền các bạn. Mà cái không ngọt nó thơm nha, nó thơm mùi trứng á. Béo ngon. Các bạn biết không, trà bông ở trong nó không có thấm nước, nó mặn mặn. Mà ăn với cái này nữa, nó rất là vừa ăn luôn nha. Cực kỳ ngon. Ngon lắm. Chứ các bạn nhìn mình nha, các bạn rất là thèm luôn. Nên là các bạn hãy thử làm đi. Ngon lắm, mình bẫy dữ nó. Mình sẽ xiết, ăn cái gì cũng phải có xiết hết các bạn. Đó, nên là mình sẽ lấy một miếng trứng. Thôi, miếng trứng bên này nè cho nó dễ cắt. Đó, một cái tteokbokki. Một miếng chả. Rồi cái gì nữa ta. Tóc số. Thôi nhiều quá, ăn hết. Từ từ. Bỏ hết cái này vô họng á. Còn nó ngon. Ngon rồi. Bây giờ mình sẽ không có nhét nguyên cái nữa, mình sẽ cảm nhận từ từ, mình sẽ cắn nửa cái chứ. Chà bông nè các bạn. Này. Ăn vậy thì nó cảm nhận chà bông nó ngon không? Nó nhanh hơn nữa. Hồi nãy nha mở miệng mới thấy á. Ngon lắm. Rồi tim mình ăn cái chà tteokbokki ngon như vậy luôn. Dùng của mình nó không cay. Mà nó
Cái tteokbokki thì mình thấy là tạm ổn, rất là ngon ha. Nhưng mà cái nước á nó hơi nhạt. Nhưng mà mình phải bỏ nước biển vô cho nó mặn. Ăn miếng chả cá. Ăn trúng mắt tép các bạn, không? Thơm thơm gì đâu quá trời. Là không thấy gì chắc cây giống giống cực kỳ giống nước này nè các bạn, nó cay cay nó béo, nó có bơ bơ lật vật bơ lát nên nó rất là ngon. À cái miếng này dính phô mai nhiều nhất là các bạn. Ngon ngon nó xuống luôn. Chảo quá. Cái nước này ngon các bạn. Mình đang ăn ốc á. Cô cho con dĩa phương đúng không các bạn? Ta đem ra. Cái nước nó y như vậy luôn, không khác chút nào luôn. Nó béo mà nó ngon. Hai món này y như nhau. Trên cái muỗng của mình đã có một miếng trứng. Mình sẽ đặt một cái tteokbokki lên, một miếng chả cá lên và một miếng bát xú lên. Bát xú miệng chứ. Ngon lắm. Bé kinh khủng luôn nè. Cái nước này cũng ngon. Béo. Số 1. Nó tép vô nó thơm nhiều hơn đó các bạn. Ngon. Giờ mình sẽ thích ăn bô lắm các bạn à. Nãy giờ giờ là không xong biết miệng mình xin mình ra đặt ra lên là con quỷ thích ăn bơi nè đó. Mình dít cục bơ này lên mình nó uống nhất là cái cục này cuối cùng á. Ngon ngon quá bà con ơi. Dít cái nước, cái nước này có bơ này các bạn. Trời ngon dễ sợ ngon trời đất ơi là trời. Ăn xuống. Ăn nãy giờ mà không ớn nha, mà trên giường mình ăn mấy cục mình ớn thì do trong này nó có nhân á, nó ngon. Các bạn nào mà thích ăn nước á, các bạn có thể đổ nhiều nước luôn, nhưng mà mình thích đậm đặc nhà nó ngon. Các bạn không bỏ sa tế cũng được, các bạn có thể bỏ tương ớt Hàn Quốc nè, ớt bồ Hàn Quốc này cho nó màu đẹp mà nó còn cay nữa, còn mình bỏ sa tế nó cay à. Các bạn hồi nãy mình dưới đầy lên mà tích tắc trong vòng một xíu thôi thì mình ăn hết rồi, làm trong vòng 1 tiếng mà ăn chỉ trong vòng 10 phút. Giờ mình sẽ ăn một muỗng rồi. Ngon quá đi. Chấm miếng trứng rồi quên ăn. Bạn ăn trứng cút cũng được, trứng là điểm cũng được, trứng khủng long cũng được, bạn ăn trứng gì cũng được hết, trứng ngỗng cũng được luôn. Ăn với bát xuống rồi, đó. Mình mà một sáng mình ăn cái gì này luôn. Là mình ăn, mình học phải chắc có 15 tiết. Là sáng 5 tiết, trưa 5 tiết, chiều tối 5 tiết nữa. Học bao đã luôn, không ăn gì nữa luôn. Uống nước rồi đã nở là no. Tép nó ngon, mình sẽ bỏ đêm tép.
sẽ trộn tiếp lên. Rồi trộn tiếp thấm với cái nước này nó ngon lắm các bạn. Các bạn có thể xào tiếp bằng cái nước này luôn. À, mua sắp tới giờ mình xào tiếp luôn, ngon lắm. Nó béo béo sao á. Thấy em mới thấy cái miếng này nó nhiều bơ nhất là các bạn. Mình sẽ chén qua miếng này bớt. Ăn miếng chả này. Các bạn có thể bỏ xúc xích cũng được, thế là càng tốt, mà chả cá cũng ngon hơn. Mình sẽ ăn trứng nè, ốc kỳ nè, chả cá nè, rồi thêm phụ kiện nè. Trời dữ dàng. Gì? Nếu một cái tóc bất kỳ, một miếng chả cá, một cái trứng, phụ kiện. Đấy mình thật là dễ dàng quá đi. Giờ mình no lắm rồi các bạn ơi. Mình ăn hết cái dĩa mình no muốn chết luôn à. Nhưng mà các bạn hãy nhớ là theo công thức của mình, đừng có bỏ bất cứ cái bước gì nha các bạn. Nếu mà các bạn bỏ đi một bước thì nó mất đi cái hương vị thơm ngon béo bổ. Nên là clip của mình đến đây kết thúc rồi. Nếu mà các bạn thích thì để lại like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và bây giờ hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Bye bye.